Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 31 tây tháng 5 năm 2020 và hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ Thì các bạn thấy được là mới đây mà chúng ta đã bước vào giữa năm 2020, ngày mai chúng ta đã chính thức bước vào tháng 6 và hôm nay thì có một cái đồng thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là đồng Ethereum Đây là một trong những đồng mà rất nhiều bạn hỏi thuận là muốn thuận cập nhật về cái tình hình hiện tại của Ethereum như thế nào Tại vì cũng đã rất lâu chúng ta không nói tới Ethereum Và trước khi mà thuận đi vào một số chi tiết thì thuận muốn cho các bạn biết được là Ethereum là cái đồng mà thuận lưu trữ lớn nhất thứ nhì Các bạn thấy được là đồng thường lưu trữ lớn nhất là BTC chiếm cái số tỷ lệ là 67,2% Ethereum là đứng thứ nhì về số tỷ lệ là 23,7%. Cho nên Ethereum là một đồng mà thường rất là tin tưởng. Đây là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta bước vào một số những cái chi tiết và sau khi các bạn nghe được những chi tiết này các bạn sẽ thấy được là trong thời gian gần đây đã có một số những cái điều gì đó làm cho rất nhiều những nhà đầu tư đang lưu trữ cái số lượng lớn Ethereum và Ethereum đối với thường là một cái đồng mà rất có tiềm năng. Tuy nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là có thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên cái mạng xã hội thì các bạn có thể đi vào trang web thuậncapital.com sau đó bấm vào giới thiệu các bạn sẽ tìm thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter tất cả link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này và nếu như các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch thì các bạn có thể tìm hiểu các sàn như là sàn margin NAPX, hay là bybit hay là sàn binance và coinbase link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này và ở phần cuối video thì cũng sẽ có một cái số tài liệu liên quan đến những sàn này thì trước hết như mình nào mà đã theo dõi thuận capital trong vòng mấy năm qua thì có thể các bạn cũng đã biết là Ethereum là một đồng bằng thuận đã lưu trữ từ rất lâu có thể nói là khoảng chừng là đầu năm 2017 lúc mà Ethereum là khoảng 40-50 đô rồi thường này bắt đầu uh, tích lũy Ethereum cho đến lúc mà Ethereum lên tới cái giá cao nhất đó chính là đầu năm 2018 cái lúc mà Ethereum lên tới 1.400 đô sau đó đi ngược trở xuống tới cái mức mà thấp nhất hồi năm uh, 2018 hồi cuối năm đó các bạn thấy được nó xuống tới cái mức là chỉ còn có khoảng chừng là 80 đô trong đồng Ethereum và từ lúc đó các bạn thấy đã đi trở ngược về và bây giờ ở cái mức là 233 đô cho một đồng Ethereum từ 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 cái mức mà thấp nhất hồi năm 2018 cuối năm đó là khoảng chừng 80 đô đi trở về 233 đô là một cái sự tăng trưởng rất đáng kể nhưng mà 233 đô so với lại Ethereum hồi năm 2018 đầu năm đồng 1.400 đô vẫn còn cách xa rất là nhiều và trong thời gian gần đây thì thường sẽ chia sẻ một số tài liệu các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều những gì đó đang xảy ra đối với ethereum để các bạn hiểu rõ hơn và gần đây thì các bạn thấy được chúng ta cũng đã nói tới đồng Cardano Cardano cũng đã có cái sự tăng trưởng rất là nhiều và ethereum cũng có cái sự tăng trưởng không kém về mặt giá cả về mặt công nghệ thì chúng ta sẽ không bàn tới là công nghệ nào là tốt hơn nhưng mà về cái mặt mà được hỗ trợ về mặt tài chính thì các bạn sẽ thấy được là Ethereum là một trong những cái đồng mà được hỗ trợ rất nhiều bởi những cái sàn lớn, những công ty lớn. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn trong cái video này và so sánh sơ bộ thì các bạn thấy được là Ethereum ngày hôm nay so với Ethereum hồi đầu năm 2018 đã có sự khác biệt rất là nhiều. Bây giờ hệ sinh thái của Ethereum đã lớn mạnh hơn, Ethereum cũng đã có nhiều cái sự phát triển hơn và chúng ta đang tiến tới Ethereum 2.0 chúng ta cũng sẽ nói tới một lát nữa. Cho nên các bạn thấy được là nếu như mà Ethereum đã đạt được cái mức là 1.400 đô hồi đầu năm 2018 lúc mà Ethereum vẫn còn rất là sơ khởi, cái sự tiến triển vẫn còn chưa có thì cho tới ngày hôm nay không có lý do gì mà Ethereum không thể trở về và đạt được con số đó hoặc là hơn con số đó đó chính là lòng tin chung thuận và chúng ta nhìn vào một số điều đã xảy ra trong thời gian gần đây thì trước hết đây là một cái thuyết được chia sẻ bởi Anthony Sassano thì Anthony Sassano đã chia sẻ ngày 29 tháng 5 có nghĩa là cách đây 2 ngày thì trong cái bài viết này ở trên Twitter Anthony Sassano đã nói là 57% của tất cả đồng Ethereum đã chưa có di chuyển ít nhất là 1 năm 16% đã chưa di chuyển trong vòng 3 năm có nghĩa là sao? có nghĩa là khi chúng ta nhìn vào cái tài liệu này ở trên Twitter thì các bạn sẽ thấy được là cái số lượng Ethereum mà lưu trữ trong những cái ví ở trên blockchain thì thống kê bây giờ là 57%, nghĩa là gần 60% của cái số lượng Ethereum đó là sau khi mà được nạp vào ví đã không di chuyển hơn một năm và 16% sau khi mà nạp vào ví là đã, đã không di chuyển hơn 3 năm. Nghĩa là đây là dấu hiệu cho thấy là có một số lượng người đang lưu trữ Ethereum trong thời gian dài và các bạn thấy được đây là một cái tài liệu gọi là Hodl Wave thì cũng tương tự như chúng ta có Bitcoin Hodl Wave đây là một cái biểu đồ cho các bạn thấy được là bao nhiêu đồng Ethereum được lưu trữ bao nhiêu lâu mà không được di chuyển thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái tài liệu này thì khi chúng ta nói tới là hơn một năm khi mà chúng ta cộng lại thì các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm Ethereum mà chưa di chuyển từ 3 tới 5 năm là 15,98% chưa di chuyển 2 tới 3 năm là 15,57% chưa di chuyển 1 tới 2 năm là 26,05% khi các bạn cộng lại ba cái phần trăm này các bạn sẽ đạt được con số 57 phần trăm đã đã chưa di chuyển ít nhất là một năm và hơn 3 năm thì các bạn thấy được là có 15,98 phần trăm là đã không di chuyển và đương nhiên càng nhiều đồng Ethereum được nạp vào ví mà không di chuyển thì cái số lượng Ethereum mà có thể là được mua bán trên sàn lại càng ít đi cho nên nhiều người cho đây là một cái dấu hiệu tốt đối với giá cả tại vì sẽ làm cho cái nguồn cung hạn chế chúng ta Nhìn vào một cái tài liệu khác nữa, đây là tài liệu được chia sẻ bởi classno ngày 24 tháng 5, có nghĩa là cách đây một tuần. Thì classno đã nói là bây giờ trên mạng lưới của Ethereum là có tổng cộng là 40 triệu ví Ethereum đang lưu trữ đồng Ethereum. Có nghĩa là các bạn thấy được là cái số lượng ví Ethereum có thể là có rất nhiều. Nhưng mà bây giờ là có 40 triệu ví là ít nhất là có một số lượng Ethereum trong đó. Và khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ được chia sẻ bởi Classnode thì các bạn thấy đường là cái đường màu đen này đây chính là cái giá của Ethereum khi mà Ethereum đạt được 1.400 đô năm 2018 và sau đó lại đi trở xuống tới cái mức hiện tại thì tuy là cái giá đi lên đỉnh cao và đi trở xuống rất là thấp từ 1.400 xuống còn có 80 đô nhưng mà các bạn thấy được là cái đường màu xanh này Đây chính là cái số lượng ví của Ethereum được tạo ra trên mạng lưới thì ngày lại càng tăng lên Có nghĩa là cho dù giá đi xuống nhưng mà cái số lượng người mà hứng thú về Ethereum Tạo ví để mà lưu trữ Ethereum thì cứ tiếp tục tăng lên và cứ tiếp tục tăng lên Nhiều người thì cho là lý do tại sao mà cái ví tăng lên Tại vì cái số lượng ICO người ta muốn tham gia quá nhiều Nhưng mà thật ra các bạn cũng đã thấy được là ICO là một cái điều mà đã được cái thị trường này chú tâm tới khoảng chừng là cuối năm 2017 cho đến khoảng chừng là cuối năm 2018 và từ đầu năm 2019 cho tới bây giờ hầu như thị trường ICO cũng đã chết đi. Cho nên nếu như mà các bạn chỉ nói là tại sao mà có nhiều ví Ethereum như vậy thì tại vì mọi người chỉ muốn tham gia vào những cái ICO thì điều đó cũng không hẳn là đúng tại vì các bạn thấy được là ICO trong vòng 2 năm qua thì hầu như đã ngưng hoạt động. Người ta đã không còn thích cái mô hình ICO đó nữa. Và chúng ta nhìn vào một cái tài liệu khác nữa đây chính là tài liệu được chia sẻ bởi Sentiment thì Sentiment nói là cái số lượng ví của Ethereum mà được lưu trữ bởi những cá voi thì họ nói những cá voi này những ai những cá voi là nếu như chúng ta tính là 100 ví Ethereum mà người ta biết được là không phải là cái ví của sàn giao dịch thì 100 cái ví Ethereum đứng đầu mà lưu trữ nhiều Ethereum nhất bây giờ là lưu trữ số lượng Ethereum là 21,8 triệu đồng Ethereum có nghĩa là tương đương với cái con số tiền là khoảng 4,5 tỷ đô la và đây là thống kê ngày 27 tây tháng 5 năm 2020 thì các bạn thấy được là cái biểu đồ này cho thấy được là cái số lượng ethereum mà được lưu trữ bởi 100 con cá voi trong thị trường ethereum này đã lên tới cái mức là 21,8 triệu và trong vòng chỉ có vài ngày các bạn thấy được là trong vòng chỉ có hai ngày có nghĩa là ngày 26 tây và ngày 27 tây thì cái số lượng ethereum được mua bởi những cái ví này trong vòng chỉ có 2 ngày đã lên tới 145.000 Ethereum như là tương đương với 30,3 triệu đô la Đây là thống kê ngày 27 Tây Thì ai đang mua rất nhiều Ethereum Thì cái mình thấy được là những người mà chúng ta biết tới đang mua rất nhiều Ethereum Trong đó chúng ta có những đơn vị như là công ty Grayscale Chúng ta cũng đã từng nói tới là Grayscale là một cái đơn vị mà đầu tư mà người ta À đưa tiền cho công ty này mua Ethereum, mua Bitcoin, mua Ethereum Classic và một số những đồng khác để mà đầu tư và quản lý cái số tiền đầu tư này cho những khách hàng. thì Grayscale đã nói là trong năm 2020 này từ đầu năm cho tới bây giờ thì cái số lượng Ethereum đào được từ đầu năm cho tới bây giờ là 50% đã bị thu mua bởi công ty Grayscale Bây giờ công ty Grayscale là giữ cái số lượng Ethereum là khoảng 1,1% của tất cả Ethereum ở trên thị trường và cái số lượng Ethereum công ty Rayscale, à, lưu trữ đã tăng lên rất là nhiều Các bạn thấy được là trong vòng một năm qua Thì trước trong một năm cái số lượng Ethereum mà, mà lưu trữ Bayray Scale là chỉ có là 11,7 triệu đô la nhưng mà cho tới ngày hôm nay đã lên tới con số là 276,5 triệu đô la và họ cũng sẽ không ngừng ở đây. Chúng ta cũng sẽ nhận được tài liệu liên quan tới công ty Rayscale kết thúc cái quý 2 này là cái số lượng Ethereum họ thu mua sẽ là bao nhiêu. Một người khác nữa chúng ta cũng biết là đang lưu trữ rất nhiều Ethereum đó chính là anh em Sindor Winklevoss. Như bạn có đã biết là anh em Sindor Winklevoss này là chủ của sàn Gemini và trong một cuộc phỏng vấn gần đây khoảng chừng là một tuần trước đây ngày 23 tháng 5 thì anh em Sinoi Winklevoss đã tiết lộ là cái số lượng Ethereum lưu trữ bởi anh em Sinoi Winklevoss là tương đương với cái số lượng Bitcoin mà họ đang lưu trữ có nghĩa là con số rất là lớn Nhiều người cho là cái số lượng mà được lưu trữ bởi anh em sinh đôi khi chúng ta tính tới phần trăm là khoảng chừng là một phần trăm của tất cả Bitcoin Bây giờ các bạn thấy được là cái số lượng tiền đó là cũng tương đương đã được lưu trữ bằng đồng Ethereum Có nghĩa là nhiều người bây giờ chẩn đoán là tương đương khoảng chừng là 230 triệu đô la thì điều mà chúng ta muốn nói tới đây là các bạn thấy được là đây là chỉ là những người nào mà đứng ra nói là họ lưu trữ bao nhiêu đồng Ethereum Những công ty như là công ty Grayscale hay là anh em xin đồ Winklevoss. Có rất nhiều và rất nhiều người có rất nhiều tiền lưu trữ số lượng lớn đồng Ethereum nhưng mà sẽ không có ra mặt Và điều mà chúng ta nói tới đây là khi mà các bạn so sánh giữa một đồng này với một đồng khác thì các bạn không nên là chỉ quan tâm tới là công nghệ của đồng này so với đồng kia là như thế nào khi mà chúng ta chỉ nhìn riêng về mặt công nghệ thì các bạn sẽ bỏ lỡ rất là nhiều nhất là khi chúng ta nói tới đầu tư tại vì khi mà các bạn đầu tư để mà có lợi nhuận thì các bạn phải xem xét những mặt khác ngoại trừ công nghệ ra thì những người nào đang lưu trữ cái số lượng lớn đồng đó và đồng đó được dùng để làm gì và hệ sinh thái của tài chính hỗ trợ đồng đó là như thế nào cho dù các bạn nghĩ là đồng Ethereum không tốt bằng những cái nền tảng khác đó có thể là sự thật hay là không có là sự thật cái đó là tùy theo mỗi người nhưng mà sự thật là đồng Ethereum bây giờ là nền tảng đứng đầu về vốn hóa và cái nền tảng mà được ủng hộ nhiều nhất bởi những tài phiệt đây là một điều mà chúng ta không thể phủ nhận được và nếu như mà một nhóm người nào đó mà lưu trữ số lượng lớn thì họ sẽ có quyền lực, họ sẽ có cách để mà làm cho đồng này lan tỏa trong lĩnh vực tài chính Và giá cả sẽ đi theo xu hướng đó. Đây mới chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thì ngoại cho những cái người này ra thì còn ai lưu trữ nhiều Ethereum Các bạn thấy được là một trong những nơi mà đang lưu trữ rất nhiều Ethereum đó chính là trên mạng lưới của ứng dụng DeFi thì mình thấy được là dựa theo DeFi Post thì tổng cộng bây giờ cái số lượng tiền mà được khóa lại ở trong DeFi là tới 943,9 triệu đô la và số lượng lớn cái số tiền này là bị khóa bởi đồng Ethereum có nghĩa là cái số lượng Ethereum này đã được lưu trữ trong những cái ứng dụng DeFi và khóa lại để họ có thể sử dụng ứng dụng DeFi cái số lượng Ethereum này là không có xuất hiện trên sàn giao dịch không có được lưu thông tại sao mà chúng ta biết được là cái số tiền này là đến từ Ethereum các bạn có thể thấy được là khi chúng nó tới ứng dụng DeFi thì đây là những cái ứng dụng tài chính phi tập trung. Các bạn thấy được là bây giờ Ethereum vẫn là cái nền tảng hàng đầu, sự lựa chọn hàng đầu của những cái tài chính phi tập trung. Các bạn thấy được là trong cái top 10 ứng dụng DeFi bây giờ các bạn sẽ thấy được là toàn bộ là trên mạng lưới của Ethereum như là Maker, Synthetix Compound tất cả đều nằm trên mạng lưới của Ethereum và chúng ta thấy được là không những trong top 10 này mà trong dòng cái top 27 các bạn thấy là phần lớn vẫn là Ethereum và chỉ có một ứng dụng DeFi khác đó chính là Bitcoin hay trên mạng lưới Lightning Network còn lại là tất cả đều sử dụng mạng lưới của Ethereum cho nên phần lớn cái ứng dụng DeFi này là sử dụng đồng Ethereum và lưu trữ số lượng lớn đồng Ethereum bị lock lại không được lưu thông trên các sàn giao dịch tại vì đang bị lóc lại trong những cái ứng dụng DeFi này và khi mà chúng ta nói tới DeFi thì đây là một cái lĩnh vực mà đang phát triển rất là mạnh các bạn cũng đã nhớ chúng ta nói tới đầu năm 2020 nhưng mà sau khi mà dịch bệnh xảy ra thì các bạn thấy được là ứng dụng DeFi đã có cái sự xuống dốc à khoảng chừng là giữa tháng 3 năm 2020 nhưng mà trong dòng từ giữa tháng 3 cho tới, tới bây giờ trong dòng 2 tháng qua thì các bạn thấy được là cái số lượng ứng dụng DeFi cái số lượng tiền mà được đưa vào những ứng dụng DeFi này đã ngày càng tăng lên Và không có lý do gì mà không tin tưởng là trong thời gian tới đây Cái số lượng tiền Ethereum được đổ vào những ứng dụng DeFi bị lóc lại Ngày sẽ càng tăng lên Và càng nhiều đồng Ethereum bị lóc lại trong những mạng lưới DeFi này Các bạn thấy được bây giờ đã gần 1 tỷ đô la bị lóc lại Ở trên những ứng dụng DeFi Có nghĩa là cái số lượng Ethereum này đã không có di chuyển trên sàn giao dịch đã không còn để cho các bạn có thể mua bán được nguồn cung của Ethereum sẽ bị giảm đi kế tiếp thì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nói tới mạng lưới Ethereum thì một dẫn chứng cho thấy được là đây là mạng lưới mà được sử dụng rất là nhiều và phần lớn các bạn thấy được là đến từ những cái ứng dụng DeFi thì các bạn thấy là cái số lượng gas có nghĩa là cái phí trên mạng lưới của Ethereum đã tăng lên rất là nhiều. Có nghĩa là mạng lưới này đang rất là bận và các bạn thấy được là mạng lưới bây giờ mà các bạn muốn di chuyển Ethereum thì nếu như các bạn muốn di chuyển nhanh thì cái phí các bạn phải trả là khoảng chừng là 9 cent mỗi lần mà các bạn di chuyển Ethereum. Thì di chuyển Ethereum bây giờ là nhanh nhất là khoảng chừng là dưới 2 phút. Thì các bạn thấy là cái số lượng phí của Ethereum đã tăng lên rất là nhiều tại vì quá nhiều người sử dụng mạng lưới này và một trong những cái lý do tại sao thì các bạn thấy được là header nghĩa là đồng USDT đồng mà đứng đầu sử dụng Ethereum tại vì các bạn thấy được là phần lớn của đồng Tether bây giờ là nằm trên mạng lưới của Ethereum trong vòng 30 ngày qua thì đồng Tether di chuyển qua lại các bạn thấy được là cái số lượng phí mà những thợ đào có thể đạt được ở trên mạng lưới của Ethereum khi mà xử lý cái giao dịch của Tether nó lên tới 1,8 triệu đô la trong vòng 30 ngày đây là một con số phí mà không đơn giản. Các bạn thấy được là ngoại trừ tether gas thì chúng ta cũng có một số những cái ứng dụng khác mà sử dụng cũng khá nhiều gas trên mạng lưới của ethereum và một trong những số những ứng dụng đó là những cái dự án mà nhiều người cho là lừa đảo như là mmm dự án này trong vòng 30 ngày qua đã di chuyển cái số phí mà đạt được trên mạng lưới ethereum đã tới 698.000 tuy là vẫn cách xa tether rất là nhiều và thuận thì nghĩ là đồng tether usdt này cái số lượng đồng tether được di chuyển sau này sẽ còn nhiều hơn tại vì cái bạn thấy được là đồng tether thì chúng ta có rất nhiều nghi vấn có phải là in thống hay là không và đồng tether có phải dùng để mà làm giá thị trường hay là không đây là những cái câu hỏi mà chúng ta cũng đã từng chia sẻ rất nhiều trong vòng hai ba năm qua nhưng mà cho tới ngày hôm nay các bạn thấy được là đồng tether vẫn là cái đồng ổn định mà có số uh, vốn hóa cao nhất được lưu thông nhiều nhất được ưa chuộng nhất nhất là chúng ta nói tới là đồng tether bây giờ vẫn là cái lựa chọn hàng đầu của những sàn giao dịch ở châu Á và người châu Á bây giờ là vẫn tiếp tục sử dụng đồng tether rất là nhiều và trong tương lai tới đây thường nghĩ là những cái sàn giao dịch như là Coinbase hay là Gemini và một số những sàn giao dịch lớn ở phương Tây nếu như mà họ thực sự là muốn hoạt động mạnh ở châu Á thì thực sự mà nói là không có cách nào khác hơn là phải có đồng Tether ở trên mạng lưới cho nên thường nghĩ là chuyện chỉ là sớm muộn những sàn như là Coinbase hay Gemini cũng phải có đồng Tether nếu như mà họ thực sự là muốn hoạt động ở châu Á tại vì sẽ dễ dàng hơn các bạn có thể mua đồng Tether trên rất nhiều sàn bây giờ như là sàn Binance này, trực tiếp từ những sàn như là Remitano hay là những sàn mà các bạn đang sử dụng ở châu Á và có thể là di chuyển cái đồng Tether đó đi vào Coinbase nếu như mà Coinbase hỗ trợ Tether nếu như mà Coinbase không hỗ trợ Tether thì nếu như mà họ muốn lấy cái phần trăm thị trường lớn hơn ở châu Á sẽ là một điều khó khăn hơn cho nên trong tương lai thằng nghĩ là đồng Tether sẽ được chấp nhận còn nhiều hơn là bây giờ thì ngoại cho những điều này ra thì các bạn có thể nghĩ được là một người bình thường thì tại sao lại muốn lưu trữ nhiều đồng Ethereum như bạn sẽ nói là chúng ta như đi những tin tức là những con cá voi này tung ra tin là họ lưu trữ nhiều đồng Ethereum để mà nâng giá Ethereum lên sau đó lại xả hàng thì điều đó có thật hay không thì tương lai sẽ có trả lời nhưng mà tôi nghĩ là không đơn giản như vậy tại vì một trong những điều mà nhiều người mà lưu trữ Ethereum bây giờ theo dõi Ethereum rất quan tâm tới đó chính là tương lai của Ethereum Ethereum 2.0 này sẽ có thành công hay là không? Tại vì các bạn thấy được là Ethereum bây giờ vẫn là một mạng lưới là Proof of Work, nghĩa là một mạng lưới đào. Và sau này Ethereum sẽ di chuyển toàn một mạng lưới đó qua bên mạng lưới Ethereum 2.0 là mạng lưới Proof of Stake, chúng ta có thể coi như là mạng lưới cổ phần. Thì các bạn có thể thấy được là khi mà chúng ta chuyển qua mạng lưới Proof of Stake Đây sẽ là một cái giai đoạn mà chúng ta thấy là Ethereum 2.0 sẽ xuất hiện là một cái chuỗi song song với cái chuỗi hiện tại Và sau khi mà di chuyển song song một thời gian thì cái chuỗi Ethereum bây giờ sẽ ngưng hoạt động và tất cả đồng Ethereum sẽ xuất hiện trên mạng lưới Ethereum 2.0 Và khi mà Ethereum 2.0 thực sự được kích hoạt thì Ethereum 2.0 sẽ dựa vào công nghệ sharding để mà phát triển mạng lưới để cho tăng tốc độ mạng lưới lên và Talib Buterin tin tưởng đây mới là lựa chọn hàng đầu đương nhiên các bạn thấy được là mỗi một blockchain mỗi một nền tảng thì có một cái cách suy nghĩ khác nhau như là các bạn thấy được là Cardano thì có một cách suy nghĩ khác về mặt phát triển mạng lưới hay là những đồng như là EOS thì có cách suy nghĩ khác nhưng mà đối với Ethereum thì và Talib Buterin tin tưởng là sử dụng công nghệ sharding mới đúng là lựa chọn hàng đầu của Ethereum là lựa chọn đúng nhất và khi mà chúng ta di chuyển qua mạng lưới Proof Stake thì một trong những điều mà các bạn có thể liên tưởng tới đó chính là staking. Có nghĩa là các bạn có thể dùng đồng Ethereum các bạn đang có để mà đưa vào trong những cái hội staking. Sau đó các bạn có thể là nhận được cái lợi nhuận. Thì bây giờ là lợi nhuận chứng đoán là khoảng từ 4 cho đến 10% mỗi năm. Thì tại sao lại từ 4 cho đến 10%? Tại vì các bạn thấy được là lợi nhuận đến là đến từ cái phí giao dịch và nếu như mà càng nhiều người stake thì đương nhiên là cái phí giao dịch đó phải chia ra cho càng nhiều người hơn cho nên càng nhiều người stake thì cái phần trăm lợi nhuận sẽ càng thấp càng ít người stake thì phần trăm lợi nhuận sẽ càng cao và để tham gia staking thì các bạn thấy được là mạng lưới Ethereum đã đưa ra một con số mà thường cảm thấy là à, nếu như mà một người nào đó thực sự là muốn staking thì cũng có cách để mà đạt được con số này có nghĩa là phải cần 32 đồng Ethereum và nếu như so sánh với cái giá hiện tại thì 32 đồng Ethereum là khoảng 7.000 đô thì 7 nhân đô đương nhiên không phải là một con số nhỏ nhưng mà cũng không phải là một con số quá lớn đến nỗi mà người ta không thể nào kiếm được và đạt được cái số lượng 32 đồng Ethereum này. Và đây là một con số mà đã được đưa ra bởi đội của Ethereum khi mà staking sẽ được bắt đầu. Thì nếu các bạn có con số này các bạn có thể tham gia staking và nhận được lợi nhuận thì các bạn thấy được là Trước khi mà Ethereum 2.0 đưa ra thì sẽ có rất nhiều và rất nhiều người thường hiện là sẽ lưu trữ đồng Ethereum để họ có số lượng Ethereum cần thiết để mà tham gia staking sau này. Vậy thì khi nào chúng ta mới thấy mạng lưới Ethereum bắt đầu triển khai thì chúng ta vẫn chưa có một ngày chắc chắn cho đến thời điểm hiện tại thì và ta được Buterin nói là cái đội phát triển Ethereum nói là chúng ta sẽ chẩn đoán là khoảng cái quý 3 của năm 2020 có nghĩa là từ tháng 7 cho đến cuối tháng 9 thì chúng ta sẽ nghe thêm nhiều tin tức liên quan tới Ethereum 2.0 Tuy nhiên Ethereum là một mạng lưới mà đã có rất nhiều cái sự chi hoãn về việc cập nhật Chúng ta cũng đang thấy được là những cập nhật trước đây như là Constantinople hay là Istanbul cũng đã bị trì hoãn rất là nhiều Thôi thì nghĩ là Ethereum 2.0 cũng sẽ bị trì hoãn Chúng ta cũng sẽ tiếp tục chờ thêm những cái chi tiết và thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn Ngoài trừ những điều này ra thì các bạn thấy được là có rất nhiều và rất nhiều những cái ứng dụng Ethereum mà đang được triển khai để mà hỗ trợ những công ty như là chúng ta nói tới cái baseline và Ethereum Baseline là một cái giao thức để mà hỗ trợ những công ty hiện tại có thể tích hợp Ethereum vào trong công việc hàng ngày và có thể là chia sẻ tài liệu giữa các công ty với nhau. Thực ra đây chỉ là một cái demo cho nên thường cũng không có muốn đi vào nhiều chi tiết. Chúng ta cũng phải chờ coi coi là cái thử nghiệm này có thành công hay là không và có được cái sự chào đón nhiệt tình của nhiều công ty hay không và kế đó chúng ta cũng thấy được là có một số những cái tin tức liên quan tới là đã có bắt đầu rất nhiều những cái trái phiếu mà được đưa ra sử dụng mạng lưới của Ethereum thì những trái phiếu đó đã được cái sự chào đón rất nhiệt tình của những nhà đầu tư. Đương nhiên đây cũng chỉ là một số những cái tài liệu mà không có lớn lắm, nhưng mà sau này Ethereum hoàn toàn có thể là được dùng như là một nền tảng để mà đưa ra những cái công cụ tài chính như là trái phiếu. Và đây là những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới cái tình hình hiện tại, cập nhật hiện tại của Ethereum để các bạn hiểu rõ hơn là trong vòng 3 4 tháng qua những gì đã xảy ra trên mạng lưới của Ethereum. Và thường hy vọng là cái video này cũng cho các bạn thêm một số những tin tức và tài liệu nhất là cho những bạn nào mà yêu thích Ethereum để cho các bạn có thể đưa ra những cái quyết định chính xác hơn trong việc đầu tư crypto của mình. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NEPX và sàn Bybit Tham gia sàn NEPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí thông qua Telegram Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống Thì trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như thế nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này sabex bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.